Mày để cái lý mày chọt cái hai đó mày. Con á 20-30 phút chưa lên cua. Ừ. Nó động dưới. Dụng cụ đi bắt cua thì em có một cái nằm và hai cái móc, một cái móc dài cỡ khoảng là 1m4. À, cây móc cục cỡ khoảng là 7 tấc. Cái hang cua thì nó sẽ đào một hang, rồi dấu hiệu nó là nó giấu nó đi hay là bằng không là mà nó bươi ra từ trong miệng hang, đất nó bươi ra ngoài. Đó, thì tụi em nhìn theo đó, tụi em thấy, tụi em biết. Thì mình đào nó ra xong rồi á, mình đút cây móc vô thì mình đụng nó thì nó nghe cò bộp là mình biết nó. Mình lấy cây móc, mình dùng cây móc mình lừa vít nhẹ vít cho nó chạy nhẹ lên, nó chạy ra khỏi miệng hang rồi mình đè nó mình chói. Đi dưới bùn thì đa số là đạp là gốc là một, hai nữa thì ba cái vỏ hàu, mà mỗi lần cái mấy cái vỏ nó bén như dao vậy, máu ra dữ lắm. Một ngày trung bình của mình ra thu nhập chắc khoảng là 300-400, có khi 400-500, có bữa chúng thì 7-8 kg thì cũng được 400-500-600. Rồi, không độc luôn. Không. Cái loại này không độc, còn rắn độc đâu có dám bắt. Đi đâu chuột chú gặp con nào chú bắt con đó. Nếu mà con rắn nó vô á, nó vô cái hang chuột, nó sẽ ăn con chuột xong rồi bắt đầu nó ở trong đó. Đào phát hiện ra thì cái mình đào tiếp mình bắt con rắn. Còn nào giờ thì cũng có để bắt những con rắn độc, bắt bằng cái cách bằng cây với bằng áo rồi, chứ còn bình thường rắn độc không có bắt bằng tay không. 4 năm nay rắn là nó giảm nhiều lắm. Từ ngày bắt rắn tới giờ là nay 20 năm. Có bữa thì được cả triệu rồi, 200-300 ngàn, có bữa 200-300 ngàn. Cái nghề làm bất thường vậy đó. Đếm nấm gì nè, nếu mà đếm từ người ta biết đi nhổ cái nấm này thì cũng được 20 cây số đồ mới tới rừng Khánh La nè. Nấm chi này là một cái chỗ cây thối đồ, chỗ ướt đó, mới nó mọc lên á. Bây giờ chỗ khô ráo đâu nó đâu ra mọc lên. Nấm chi nếu mình bỏ ba lô thì nó gãy á, mình cầm gùi đồ này mang phải vô rừng nha. Người ta làm thuốc đồ à, mình đâu biết gì đâu. Biết người ta lên thờ, người ta biết mình lên nhỏ thờ, mình đi nhỏ giờ. Một ngày điện được 2-3 lần, nhưng mà có ổ nhiều thờ không được 1 ký, ký mấy á. 1 ký là được 1 ký cũng được 700-800 á. Thuốc cá là
anh xả nước bơm nước 4-5 ngày mình xả nước ra cho bằng ở ngoài sông, xong cái đầu mình bơm nước cho ở dưới kinh còn khoảng cỡ 2 tấc nước. Cá là chủ yếu là cho cá đừng có ăn tôm con lúc mình thả, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa cho tôm nó lột nó mau lớn. Tháng này nước mặn thì lúc nước ngọt thì mình thuốc cá dây, còn bây giờ thì nước nó mặn rồi mình thuốc cá thái cho nó ít tốn tiền, đỡ tốn chi phí một chút. Mình gãi thuốc cá cả khoảng chừng 1 tiếng ngoài đó, cái cá nó thấm thuốc ấy, mình đặt lú cái mình nó chạy vô lú cái mình lại mình đổ lú mình bỏ vô xuồng cái mình chở vô à. Thun này thuốc mỗi lần thuốc có khoảng là 400-500 kg vậy đó. Cá phi chủ yếu là nhiều, có thương lái người ta lại mua về để người ta bán lại mối lẻ cho dân nuôi cá trình, cá bóng tượng kia ăn. Thì nó sinh sản là tự nhiên, chừng mình thuốc rồi chừng khoảng tháng ngoài 2 tháng lại có nữa rồi. Cá này hoàn toàn vô hại ăn, không có ảnh hưởng. Này thì mình phải mò tiếp chứ nó chết dưới kinh này mình nó không có chạy lú được hết. Đi vào trong chép thì có một cây móc nhỏ có khoảng là 5 tấc, thì một cái ní dài có khoảng là tầm gần 1 mét với một cái thùng sáng, ví dụ như là 6 giờ em đi là 2-3 giờ chiều mới về. Rồi trong chép á thì cái hang đó tượng trưng như cái lỗ mũi mình gì đó, là tụi em thấy nó là tụi em biết, tụi em làm, tụi em đào độ con chép mà từ ở trên mặt đất á, nó ra một cái hang cho mình thấy á, là mình đào nó đào trên mặt đất đào xuống mà tới chừng đụng được nó thì cách cơ khoảng là tầm 3-4 tấc, mình đi vô mình đụng ngay cái luống của nó thì có khi là mình ngồi đó mình đào 5-3 kg không chừng đó. Còn cái chỗ mà không có không đụng ngay cái luống đó rồi thì có khi đầu nạn con rồi đi cách nhau đôi 30 mét một con. Những cái tháng mà tháng 3 là chăm chép này là nó đặc ruột, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa nó nặng, nó không có bị ốp những cái vấn đề gì hết, nó là thử ra nó nặng là nó chắc, đó là nó ngon. Giờ đào nó một cày á là trung bình có khoảng là tầm 5-7 kg, về căng cho đổi thì giá đổi căng sang lại cho mình là 90 ngàn.